Hello, 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 welcome back to my channel. Hôm nay Hảo đi H-Mart là cái chợ Korean của người Hàn Quốc. Nó ở dưới downtown, cách nhà Hảo khoảng 15 phút đi bộ. Hôm nay là trời rất đẹp, các bạn có xem cái phim Hoa hậu FBI của Sandra Bullock không? Thì cái phần 2 á, có cái khúc mà phần 1, phần 2 có cái khúc mà Hoa hậu Rhode Island á, phỏng vấn là hãy nói về cái ngày 25 tháng 4 á, là hôm nay là cái ngày 25 tháng 4 á, thì là Hoa hậu Rhode Island nói là it's April 25th, it's not too hot, not too cold, you just need a light jacket, là cái ngày hôm nay á, nhưng mà không có light jacket là tại vì trời rất là mát và bữa giờ không ra đường nên ánh nắng ấm như thế này sẽ không có bị lạnh và đi bộ nữa. Sẵn tiện Hào sẽ quay downtown Seattle cho các bạn coi. Bảo đảm nó rất là vắng quê tại vì hôm nay là thứ bảy và đóng cửa hết rồi. Thấy những cái nơi khác mở cửa lại rất là ham, nhưng mà thật sự là chúng ta nên ở nhà các bạn ạ, và nhớ là giữ social distancing. Hào có nói với các bạn là lý do tại sao mà Hào đi H-Mart là tại vì ở H-Mart là cái chợ Hàn Quốc đó, nó có Korean sashimi mà rẻ lắm, một cái miếng bự quá. Lát nữa quay cho các bạn coi có 9 đồng mấy à, mà chưa hết đó là đốt một kia là cái món mà Hào rất là thích. Mà thường á là cái nhà mình đi là đến buổi tối nên bán hết, mà hôm nay là thứ bảy nữa không biết là còn hay không, nếu mà còn sẽ gom thật là nhiều về ăn cho nó đã, tại vì bên này mà đi ăn đồ Hàn Quốc á rất là mắc tiền, nhưng mà H-Mart lại bán rất là rẻ, mà đi bộ chỉ có 15 phút thôi nên rất là đáng. Bây giờ là ở downtown rồi, sẽ quay cho các bạn coi downtown nhé. Bây giờ thì các bạn bắt đầu đi theo chân Hào nhé. Ở tập này á, lần đầu tiên mà quay ở ngoài nên là nó sẽ hơi bị giật chút xíu. Nên bạn nào mà không giữ tinh thần ổn định được thì nhớ bắt đầu uống thuốc chống ói nha. Not to mention your perfect body elegance, the way you move while you're dancing. Chúng ta đang đi tới chỗ Westlake Center, là cái nơi mà gọi chỗ này là Westlake Center là tại vì cái bên tay phải của Hào là nguyên một cái trung tâm mua sắm. Rồi ở đây là giống như là các bạn thấy nhiều cái quảng trường đúng không? Nhưng mà đây là ngay chỗ trung tâm của Seattle luôn. Ở đây là Zara, là cái tiệm quần áo hầu như cũng biết mà. Đây là cái chỗ mà rất là yêu thích. Hầu như là tuần nào cũng chui vô đây để mà xem đồ và không bao giờ mà đi về tay không, tại vì gặp cái gì là sẽ mua cái đó. Thật là tốn tiền quá đi. Ý, Sephora kia. Bên này là bắt đầu đã vào mùa xuân rồi, bởi vậy trời sẽ rất là nắng và rất là ấm, nên là đi bộ ngoài đường sẽ không cần mặc những cái jacket hoặc những cái áo khoác thật là dày nữa đâu. Dần dần thì trời sẽ ấm hơn và vào mùa hè thì Seattle sẽ rất là nắng đẹp và cũng như là không có nóng quá. Các bạn nãy giờ có uống thuốc nhức đầu chưa? Hào coi mà thấy giật là thấy là cũng nhức đầu lắm rồi đó. Nhưng mà tiếp tục coi đi nha, vui lắm á. À, đã tới rồi, đây là H-Mart, cái chợ Korean nằm ở downtown. Bây giờ đang đi xuống cầu thang. Các bạn một hồi đã thấy là cái chợ nó bày trí rất là đẹp. Nhìn ở trên camera thì có vẻ rất là to, nhưng mà thực sự là nó rất là nhỏ. Bây giờ sẽ đi tới để tìm cái chỗ mà mua sashimi. Nhưng mà các bạn ơi, một điều thật là buồn là hết sashimi rồi. Khóc cả dòng sông đi bộ 15 phút để đến đây để mua mà bây giờ không còn. Thôi thì Hào đi vòng vòng để coi có cái gì để mua về không. Tại vì lỡ đi xuống tới đây rồi, thấy không, hết trơn rồi, chỉ toàn là cơm trộn mà không có một miếng cá nào luôn.
Trời ơi nhức đầu quá. Tại sao lúc mình đi quay mà không có đem... Ủa lúc mà họ đi quay là có đem theo cái chân máy đó, nhưng mà hả, không hiểu tại sao nó vẫn giật tưng tưng tưng. Đây là cái chỗ mà bày trí bán những cái đồ Korean nè các bạn, ví dụ như là gia vị hay là những cái noodles, là những cái sợi mì hoặc là những cái udon đó, những cái package để lạnh. Còn bên này là cái hàng mà họ rất là thích, đó chính là hàng mì gói. Rồi đây là kim chi nữa nè, giá cả cũng ok, không có mắc lắm. Thực sự là rất là vừa, nếu mà bạn nào mà sống ở downtown như Hào thì đây là cái giá rất là hợp lý. Và cũng theo phong trào đú trend thì Hào đã có mặt tại cái quầy lạnh này để lấy được một hộp, chính là bubble tea ice cream. Ngon lắm các bạn ạ, nhưng mà cũng không có rẻ đâu nha. Rồi đây á, là cái chỗ mà bán soju với lại sake, đủ mùi và đủ vị. Lần nào đi vô đây cũng sẽ lấy một chai để coi mùi này là mùi gì. Mùi táo, cũng được. Ok, em sẽ về nhà với anh. To my covers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. Tính là đi về nhà rồi, nhưng mà hôm nay trời đẹp, thế là chạy ra Public Market. Đây chỗ này gọi là Pike Place Market, một cái nơi rất là nổi tiếng ở Seattle. Các bạn còn đang với Hào không? Hay là nhức đầu quá rồi tắt rồi? Coi tiếp đi nha. Các bạn thấy cái hồ bơi đó không? Cái đó là làm cheese, làm phô mai đó. Là cái chỗ này là nổi tiếng, cái là gọi là Beecher Cheese. Là mỗi lần đi qua đây là thấy họ làm cái đó. Còn đây là những cái tiệm mà ven bên đường của Pike Place Market, rất là nổi tiếng luôn. Nếu mà ai đi đến đây là thường ghé vào đây. Cái chỗ đó đó là Porosky các bạn ơi, nó bán mấy cái bánh á, mà làm ngay chỗ đó đi ngang qua thơm là thơm luôn. À, cái chỗ này là cái chỗ mà các bạn không thể nào mà bỏ qua được. Đây chính là, thấy gì không, Starbucks. Nhưng mà cái đặc biệt này là cái Starbucks đầu tiên trên thế giới là ngay chỗ đó. Đó đó đó, thấy chưa? Nhưng mà tại vì hầu vô đó rất là nhiều lần rồi nên không có quay. Với lại là toàn bán đồ souvenir mà cũng chả có gì hết. Đi nghe qua thịt bạn coi thôi. Còn đây là cái park mà đối diện ngay chỗ cùng bên với lại Pike Place Market luôn. Thường thì đi hết cái market thì các bạn sẽ ra tới cái chỗ này. Rồi đó là thấy ngoài biển không? Đây là bên kia là mấy cái hòn đảo cũng có người sống nữa. Nhưng mà hôm nay sao trời đông quá, chắc tại là trời đẹp nhưng người ta ra đường nhiều. Mà chẳng thấy ai che đậy hay đeo khẩu trang gì hết. Nên thôi, họ đi về đây, không đi nữa đâu. Cái này là một cái dốc rất là dốc, đi rất là mệt. Như các bạn thấy đó, là đây là những cái mà nhà hàng hoặc những cái tiệm bán đồ mà bây giờ đã phải đóng cửa hết rồi để vì dịch bệnh. Như các bạn thấy á, là bây giờ mấy cái cửa hàng là phải đóng cửa và có những cái tấm chắn gỗ ngoài hết để cho mà không có ai chọi đá và mà lủng lỗ những cái cắm kiến, tại vì đây là downtown. Rồi á, hả, đường phố thì lại vắng hoe. Hy vọng là các bạn có thể thấy được một chút nào về Seattle trong cái mùa dịch như thế này. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello How.